Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Chương trình Giáo hội Năm Châu xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Phương Thảo cảm ơn quý vị và anh chị em đã theo dõi chương trình này và đây là bản tin đặc biệt trong ngày hôm nay. Truyền thống đặt nến ở cửa sổ trong mùa Giáng sinh. Kính thưa quý vị và anh chị em, ở nhiều nước Tây Phương, trong mùa Giáng sinh có những khu phố trang đèn kết hoa. Nhà nào cũng sáng rực rỡ với đủ mọi phong cách trang trí. Đặc biệt tại Hoa Kỳ, có nhiều con đường trang đèn hoa rực rỡ kéo dài hàng mấy cây số. Bên cạnh đó, tại Hoa Kỳ cũng có một truyền thống ít thấy ở các nước khác là truyền thống đặt những ngọn nến lung linh ở cửa sổ. Tờ Alaysia nghĩa là chân lý tỏ tường. Có bài của nữ ký giả Cheda Cadwell giải thích truyền thống này như sau. Đó là một câu chuyện rất cảm động. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi qua lời dịch sang Việt ngữ của Thụy Khanh. Truyền thống đặt nến ở cửa sổ trong mùa Giáng sinh ngày trở nên phổ biến tại Hoa Kỳ. Có thể là do nến bằng pin ngày càng thông dụng vì ít gây nguy cơ cháy nhà hơn so với nến sáp. Tuy nhiên, bạn có biết rằng phong tục phổ biến này đã được đưa đến Hoa Kỳ bởi những người nhập cư Á Nhĩ Lan vào thế kỷ thứ 19 không? Trong một thời gian dài, người Công giáo Á Nhĩ Lan đã phải thực hành đức tin của họ trong bí mật. Phong tục thắp lên những ngọn nến ở cửa sổ trong mùa Giáng sinh có nguồn gốc từ thời người Công giáo tại quốc gia này bị người Anh bách hại. Khi cuộc cải cách tin lành nổ ra tại Đức và lan nhanh tại Âu Châu, đến tận nước Anh, một luật hình sự đã được thông qua nhằm chống lại người Công giáo ở Anh và Á Nhĩ Lan. Trên thực tế, luật này cấm một cách triệt để tất cả mọi hình thức thờ phượng của người Công giáo. Các linh mục được lệnh phải rời khỏi Anh và Á Nhĩ Lan trước ngày 1 tháng 5 năm 1698 nếu không muốn bị treo cổ. Người Công giáo phải đối mặt với án tù, tiền phạt và thậm chí tử hình nếu họ bị bắt khi đang tham dự thánh lễ. Luật hình sự này khiến người Công giáo thực hành đạo ở trong tình trạng rất hiểm nghèo. Họ bị cấm đi khỏi nơi cư trú quá 8 cây số. Họ không được cung cấp cho con cái mình một nền giáo dục Công giáo. Và nếu một người tin lành quyết định rằng người ấy muốn có con ngựa của người Công giáo, thì người ấy có thể mua với giá tượng trưng là 5 bảng Anh, bất kể giá trị thực tế của con ngựa là bao nhiêu. Trong một bài viết trên tờ Arlington Herald, cha William Saunders cho biết, trong tình huống đó, người Công giáo Á Nhĩ Lan đã giữ được đức tin bằng cách thực hành niềm tin của mình một cách lén lút. Các linh mục thường cử hành thánh lễ ngoài trời, giữa đồng trống, trong các hang bí mật như các hang tọa đạo, trên những tảng đá, và hướng dẫn đức tin cho trẻ con từ phía sau các hàng rào. Chính vì thế, ở Á Nhĩ Lan người ta có cụm từ Head School Masters, tức là những thầy dạy đằng sau các hàng rào. Những cây nến bên cửa sổ là một tín hiệu của người Công giáo thầm lặng. Vào mỗi dịp Giáng sinh, để giúp các tín hữu có thể giữ luật buộc xưng tội một năm ít là một lần, các linh mục đi từ nhà này sang nhà khác, nhưng người ta vẫn thường thăm viếng nhau trong dịp này. Các gia đình Công giáo Á Nhĩ Lan muốn nhận được các bí tích, có thể thắp những cây nến bên cửa sổ như là một tín hiệu mong muốn được gặp một linh mục, và Ngài có thể vào thăm họ một cách an toàn. Chương trình hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ vaticantv@gmail.com. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.